cô là Bùi Thị Hương. Cô năm nay cô 62 tuổi. Cô ở Thanh Xuân Bắc. Thanh Xuân Bắc. Hà Nội. Dạ vâng. Cô đến với nhà thuốc cháu là để điều trị bệnh gì ạ cô? Cô bệnh khớp, nhưng mà qua đây trước kia là chồng cô đã lên trên này khám và chữa bệnh điều trị ở đây rồi. Vâng. Xong rồi cô đau khớp đau quá thì là chồng cô thì đưa cô lên trên này. Vâng ạ. Để khám. Hôm cô đến thì có bác sĩ nào khám trực tiếp cho cô ạ? Cô đến đầu tiên ấn tượng nhất là bác bảo vệ. Dạ. Bác rất là niềm là ân cần. Các cô đứng ở dưới, bác bảo đứng lên trên chỗ này, đừng ở giữa đường chở xe cộ. Dạ. Ấn tượng nhất là bác bảo vệ đầu tiên. Nó rất là vui vẻ. Còn nên xin được các cháu hướng dẫn ở tầng 1 đưa lên tầng 2 thì bác sĩ Trần Hải Long tiếp đón và khám cho cô. Dạ. Rồi thì nói chung là trong những ngày từ mà cô điều trị từ hôm đây là tuần thứ 2 rồi. Dạ. Thì bệnh tình của cô thì cũng có thuyên giảm. Dạ. Vì cô bị đau khớp lâu đau nhiều mà. Thế cho nên nó cũng phần cũng thuyên giảm một phần, mà cô bác sĩ khám cho cô thì nói là cô đau đa khớp. Thế nên thì được là xoa bóp bấm huyệt. Dạ. Rồi là cô mang mua thuốc về nhà cô uống. À vâng. Thì gần 2 tuần thì cũng thấy là nó cũng có thuyên giảm nhiều. Dạ vâng. Cho nên là đấy. Đấy là về bệnh xương khớp thôi, thì về vấn đề như là tinh thần này, rồi giấc ngủ này, ăn uống này, cô có thấy nó cải thiện được nhiều không ạ? Ăn uống thì cô nó cũng cải thiện. Dạ vâng. Rồi tại vì là mới 2 tuần thôi thì cô ngồi cái thuốc mình uống được 2 tuần. Dạ. Thì nó được đỡ một phần. Dạ vâng. Sau này chắc là kết quả thì phải 2 tháng sau nữa. Dạ vâng. Nào đó cô cũng phải lên khám để lấy thêm thuốc tháng vâng, thứ 3. Vâng. Thế thì khi mà đến với nhà thuốc cháu thì cái trải nghiệm cô cảm thấy là ở nhà thuốc có cần phải góp ý thêm cái gì để bọn cháu sửa đổi không ạ? Có lúc đầu cô đến ấy, thì là gặp thì rất là nói chung là từ nhân viên đến các bác sĩ là rất là thái độ rất là thân thiện. Dạ. Mà rất là dễ mến và gần gũi với các cô. Vâng. Giữa bệnh nhân và các bác sĩ. Dạ. Đấy. Cái điều đấy là cái điều mà chính ra là rất rất tốt. Dạ, vâng. Chỉ để cho người bệnh an tâm. Dạ. Chữa và thế nó thoải mái. Mình tin tưởng một người bệnh, mình là người bệnh, tin tưởng các bác sĩ. Vâng. Chữa và điều trị. Vâng. Gọi là nhà thuốc mình rất là thân thiện. Còn những cái mà góp ý với các cháu thì nói góp ý với các cháu ấy. Dạ. Thì cô vào thế thì cũng chứ có vấn đề gì.